Thưa quý vị, trong thời gian chờ đợi, Ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đang nghiên cứu ban hành gói tín dụng từ nguồn ngân sách thành phố, dự kiến sẽ ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để hỗ trợ cho người lao động trong ngành du lịch thất nghiệp về vốn chuyển đổi ngành nghề. Nhiều người lao động trong ngành này đã tìm đến nguồn tín dụng chính sách thông qua chương trình cho vay giải quyết và tự tạo việc làm đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố. Anh Trần Văn Phúc trú tại phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, trước đây là nhân viên của một khu nghỉ dưỡng trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Hơn 10 năm công tác, cứ tưởng công việc đã ổn định. Nhưng đầu năm 2020, COVID-19 xuất hiện. Việt Nam đóng cửa thị trường khách quốc tế. Hệ thống các khu nghỉ dưỡng ven biển vắng khách. Công ty buộc phải cắt giảm lao động. Và anh là một trong số đó rơi vào cảnh thất nghiệp. Giữa năm 2020, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thuận Tây, vợ chồng anh vay được 50 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Có vốn, anh mở quán cà phê nhỏ. Công việc đã giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định. Bản thân anh Phúc cũng có nguồn tài chính để duy trì việc đóng bảo hiểm xã hội. Bản thân tôi trước đây là có công tác bên ngành du lịch đã hơn được 10 năm. Sau thời gian bắt đầu đại dịch Covid đầu năm 2020, thì tôi bắt đầu nghỉ việc. Thông qua cái bộ phụ nữ địa phương, thì vợ chồng tôi có vay 50 triệu của Ngân hàng Chính sách Xã hội để về mở quán cà phê nhỏ như thế này. Trước hết là để giải quyết công việc, thứ nhì nữa là để chờ thời gian, trong cái thời gian chờ việc và kiếm việc mới cho mình. Còn đây là xưởng may gia công của chị Phạm Thị Hoài Thương, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Hiện tại xưởng may đang tạo việc làm ổn định cho hơn 15 lao động của địa phương. Trong năm 2020, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Cẩm Lệ hỗ trợ thêm vốn vay mới để chị Thương mở rộng quy mô xưởng may, giải quyết thêm việc làm cho những lao động mới. Họ là những lao động thạo việc, nhưng vì dịch bệnh mà thất nghiệp trở về địa phương. Thì được 15 người mà hoạt động thường xuyên, có họ làm nhất. Kể cả mùa dịch cũng không thất nghiệp. Theo sản phẩm như họ làm thì cỡ 4 triệu mấy đến 5 triệu. Covid-19 bùng phát lần thứ tư khiến ngành du lịch tại thành phố Đà Nẵng rơi vào tình thế khó. Theo Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng, tổng số lao động du lịch ngừng việc, nghỉ việc đến thời điểm này là khoảng hơn 31.800 người, chiếm 62,5% nguồn nhân lực du lịch tại thành phố. Hiện các doanh nghiệp trong ngành đang chờ gói tín dụng hỗ trợ lãi suất 100 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để hỗ trợ trả lương giữ chân người lao động. Hiện đã có khoảng 2.000 người làm việc trong ngành du lịch đăng ký vay gói này. Tuy nhiên, đây là gói tín dụng dự kiến hình thành dựa vào nguồn ngân sách địa phương, do đó phải đợi Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Như vậy, sớm nhất cũng phải đến hết tháng 7 năm 2021, gói vay mới được giải ngân. Trong khi đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng cho hay, nguồn vốn ủy thác hàng năm của thành phố sang ngân hàng này đến thời điểm hiện tại là gần 1.300 tỷ đồng. Người lao động mất việc có thể thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân địa phương để tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, tự tạo việc làm, tạo thu nhập trong thời gian chờ việc. Từ nay đến cuối năm thì cơ bản chúng tôi có thể đáp ứng được các đối tượng, và đặc biệt kể cả một số cái đối tượng mà thành phố đang theo đề xuất kiến nghị của Hiệp hội Du lịch là chuyển đổi ngành nghề cho các Hiệp hội Du lịch, thì khả năng chúng tôi vẫn đáp ứng được trong cái cân đối cái nguồn vốn cho vay mới cũng như cái nguồn vốn thu hồi xoay vòng của mình. Nếu như mà được thành phố thông qua cái đề xuất từ Hiệp hội cũng như các ngành có liên quan, thì về phía chúng tôi thì sẽ là trên cơ sở là cái cơ chế đang thực hiện của thành phố là cho vay hỗ trợ duy trì và tự tạo việc làm, thì chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung với Hiệp hội, sở ngành và cũng như chính quyền địa phương, hội đoàn thể các cấp để tuyên truyền và sẽ thực hiện cái quy trình bình xét tham gia tổ theo cái nhu cầu của khách hàng đến đâu thì chúng tôi sẽ thực hiện giải ngân cho họ đến đó. Hiện tại nguồn vốn tín dụng chính sách đang duy trì, mở rộng và tạo việc làm mới cho gần 19.000 lao động trên địa bàn thành phố. Bên cạnh các chương trình cho vay khác như cho vay hộ nghèo, cận nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, v.v., việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo định hướng của thành phố.